Đầu tiên, tôi muốn nói về token gốc và cách chúng được Perlertus hỗ trợ. In this lecture, I want to talk about native tokens and how they are supported by... Tôi sẽ giải thích cách bạn có thể sử dụng Perlertus để xác định cái gọi là chính sách đúc nhằm xác định những điều kiện nào có thể tạo và đốt token gốc. Nhưng trước khi giải thích điều đó, tôi phải giải thích ý nghĩa của giá trị trong các Cardano. Khi nói về mô hình UTXO mở rộng, tôi đã giải thích rằng mỗi UTXO, mỗi đầu ra giao dịch chưa được chi tiêu, đều có một địa chỉ và một giá trị. Sau đó, khi nó được mở rộng sang mô hình UTXO mở rộng, ngoài ra, UTXO cũng có một datum và chúng ta đã thấy các ví dụ về các mốc đó trong các bài giảng trước. Nhưng trong tất cả các ví dụ chúng ta đã thấy cho đến nay, giá trị luôn chỉ đơn giản là giá trị ADA hoặc giá trị LAVLET trên blockchain Cardano, chỉ có ADA hoặc LAVLET. Nếu bạn muốn có token gốc, bạn phải tạo chúng một cách rõ ràng và nếu bạn không cần chúng nữa, hãy đốt chúng một cách rõ ràng. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ thấy điều đó được thực hiện như thế nào. Nhưng trước tiên hãy nói về giá trị. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.